Trong khóa họp lần thứ 17 của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Rumani về hợp tác kinh tế diễn ra sáng ngày 21 tháng 11 vừa qua, điểm lại các kết quả đã đạt được trong lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Rumani Stefan Radu Oprea cho biết, quan hệ song phương giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế, lao động, giáo dục đào tạo, văn hóa. Trong đó, có kinh tế thương mại là trụ cột quan trọng và là động lực phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tuy nhiên, hai bộ trưởng cho rằng hợp tác thương mại kinh tế giữa hai nước chưa được như kỳ vọng, bởi năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Rumani chỉ tương ứng 0,24% nhập khẩu của Rumani, trong khi xuất khẩu Rumani vào Việt Nam chỉ chiếm 0,03% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Do vậy, tại khóa họp, hai bên dành nhiều thời gian trao đổi, tìm ra các hướng ưu tiên hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, giải pháp trước mắt được hai bộ trưởng nhắc tới, đó là việc tận dụng tối đa lợi ích từ các khung khổ hợp tác lớn là Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU EVIPA, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA, cũng như thúc đẩy thực hiện các cam kết trong khóa họp Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế giữa hai nước để đem lại các hiệu quả tích cực cho cả hai phía trong thời gian tới. Cũng trong khóa họp lần thứ 17 của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Rumani về hợp tác kinh tế lần này, hai bộ trưởng nhất trí cần tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, tăng cường trao đổi, đoàn doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Rumani có thế mạnh như cơ khí, máy móc chuyên dụng, thiết bị y tế, dược phẩm, viễn thông, công nghiệp sản xuất ô tô, năng lượng sạch, khai khoáng, lọc hóa dầu. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Rumani mở cửa thị trường cho hàng hóa của Việt Nam, nhất là các sản phẩm dệt may, da giày, nông thủy sản như tôm, cá, cà phê, trái cây các loại. Việt Nam cũng sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa Rumani với ASEAN và các nền kinh tế mà Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại tự do.